nhau trong đời sống. Vào cuối năm 1954, đầu năm 1955, để chống lại việc người dân miền Bắc di cư vào miền Nam sau Hiệp định Geneva, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tập trung nhiều nhóm hát sầm, gồm nhiều nghệ nhân sầm của các vùng Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nội, cử người viết bài và đến các vùng duyên hải phía Bắc biểu diễn nhằm vận động nhân dân không di cư. Sau khi Hội Người Mù thành lập, những nghệ nhân hát sầm đã dạy nghề này giúp họ sinh sống.